công cụ có tên là Sharpener. Đây Sharpener. Đây, tên của nó đây. Đấy nó không nhìn thấy tên. Sharpener. Dùng để tạo cong đối tượng 3D. Được chưa? Đây. Khi về đối tượng 3D này nhớ là vẽ theo đúng trục màu đỏ này cho anh nhé. Ví dụ anh có bức tường như này. Được chưa? Rồi. Đấy. Đi đúng một cửa đây. Đấy, được chưa? Một cái cửa sổ đây. Được chưa? Mấy cái lúc mà nhá. Thì phải có một cái này, một cái mấy lúc này. Và một cái đoạn thẳng. Từ chiều dài của cái đối tượng này. Và mình muốn cong nó theo cái đường cong này thì mình vẽ cái đường cong này. Nhớ vẽ song song trục màu đỏ nhé. Xong chưa? Điểm ghi thao tác này. Thao tác. Chọn đối tượng make group. Chọn đối tượng make group. Không nhảy vào công cụ. Nhảy vào công cụ. Nhảy vào công cụ. Nhảy trở vào đoạn thẳng. Nhảy trượt vào đoạn cong. Nhìn lên tường. Nhìn lên tường. Được chưa? Đấy nhá, nhìn anh làm nhá. Đầu tiên là chọn đối tượng make group này. Nhấn vào công cụ này. Nhấn chỗ đó thẳng này. Nó xuất hiện từ sát đã em là ok này, hiểu không nhỉ? Nhấn chỗ đó cong được chưa? Được rồi. Enter xong chưa? Đó, nhìn thấy không em? Đó, làm cho anh xem. Đầu tiên chỗ đó cong này. À, chọn đối tượng này. Nhấn vào công cụ này. Nhấn chỗ đó thẳng này. Nhấn cẩn thận, đưa sâu xuống thêm tí nữa. Đấy. Đó, nhấn chỗ đó cong này. Được chưa? Enter kết thúc. Xong chưa? Được. Ngồi luyện tập kỹ cho anh như thế nhé. Sau đó anh giao bài tập.